cả Liverpool và Southampton đều giành thắng lợi tại Cúp Liên đoàn Anh ở vòng đấu thứ 3 vừa qua. Một điều khá thú vị là chiến thắng của cả hai đội đều diễn ra trên chấm luân lưu 11m trước các đối thủ hạng nhất là Derby và Sheffield Wednesday. Cuối tuần này, hai đội sẽ gặp nhau tại vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh trước khi tạm hoãn để nhường chỗ cho World Cup 2022 tại Qatar. Với lợi thế sân nhà, lữ đoàn đỏ vẫn được đánh giá cao hơn, cùng khả năng giành trọn vẹn 3 điểm để nuôi hy vọng trở lại top đầu khi thầy trò huấn luyện viên Klopp chỉ đứng thứ 8 với 19 điểm. Bên kia sân, dù có chiến thắng trước Sheffield Wednesday ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, nhưng Southampton vẫn đang chìm trong khủng hoảng về phong độ. Chuỗi thành tích bết bát tại giải Ngoại hạng Anh khiến huấn luyện viên Hasen Hoot bị sa thải và thay thế cho vị trí này là ông thầy người xứ Wales, Nathan Jones. Huấn luyện viên này sẽ có màn ra mắt trong chính trận đi làm khách trên sân của Liverpool, một chuyến đi lành ít dữ nhiều cho Southampton. Với việc để các trụ cột nghỉ ngơi ở trận gặp Derby giữa tuần vừa rồi, thì huấn luyện viên Klopp sẽ không phải lo lắng quá nhiều về thể lực của các học trò. Lúc này, có lẽ chiến lược gia người Đức sẽ chỉ cần phải hy vọng rằng các cầu thủ gặp chấn thương sẽ mau chóng bình phục sau giai đoạn giải Ngoại hạng Anh tạm hoãn để nhường chỗ cho World Cup. Trong khi đó thì Southampton không gặp quá nhiều khó khăn về nhân sự trước một đối thủ tầm cỡ và vượt trội về đẳng cấp. Có lẽ tân huấn luyện viên Nathan Jones sẽ tập trung cho hàng phòng ngự để tối thiểu những bàn thua và chờ đợi sự tỏa sáng bằng một vài nhân tố như Ward-Prowse hay Adams. Liverpool có lợi thế sân nhà ở vòng 16 Premier League và trong 3 lần làm khách gần nhất ở Anfield, Southampton đã toàn thua. Tính trên 5 trận gần nhất thì The Saints cũng chỉ từng một lần có điểm trước đội chủ nhà khi giành chiến thắng tối thiểu ở lượt về mùa giải 2020-2021. Về phong độ, The Cop cũng áp đảo với 4 chiến thắng và 1 thua, trong khi đó thì Southampton đã thua 2, hòa 1 và chỉ thắng 2 trận. Ở trận này, Liverpool chấp Southampton 1-3/4. Những số liệu thống kê đang nghiêng về phía huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò. Liverpool vốn rất mạnh trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp đón một đối thủ chênh lệch quá nhiều về đẳng cấp. Những lý do đó đủ để khiến người chơi có thể tin tưởng lựa chọn Liverpool trong trận đấu này dù kèo chấp là khá sâu. Ở trận này, tỷ lệ tài xỉu là 3-1/2. Với tinh thần hứng khởi sau khi giành chiến thắng liên tiếp trong những trận đấu vừa qua thì Liverpool chắc chắn sẽ không muốn sự hưng phấn đó dừng lại. Tuy nhiên lúc này khả năng ghi bàn của đội chủ nhà lại không nhận được niềm tin của người hâm mộ. Nếu xét theo những trận đấu đã qua, có khả năng các cầu thủ sẽ thi đấu giữ chân trong trận đấu này vì World Cup 2022 đã quá gần và một trận cầu nhiều bàn thắng sẽ khó xảy ra. Dự đoán của thể thao và văn hóa, Liverpool thắng Southampton với tỷ số 2-0. We'll be right back.